nay Lâm sẽ giới thiệu cho cả nhà mình là 40 cái khóm trầm trầm tím ha. Trầm tím này rất là thơm, hoa rất là bền. Và cái này là cây trưởng thành nha cả nhà. Cái loại của Lâm đang quay cho cả nhà mình xem là loại trầm trầm nù. Trầm nù ha, trầm nù mà trầm tím á. Đây, một cụm của nó như thế này. Giá của mình là Lâm sẽ công khai luôn là 50k nha. 50k cho một khóm. Cái này là Lâm bán nguyên lô. Cái này nếu mà trên thị trường hiện tại là khoảng 150.000 một khóm 2-3 thân như thế này ha. Cái này có một thân cũng có nữa nè, nhưng mà nó sẽ rất là dài ha. Đó, này là 40 khóm. Lâm quay trực tiếp từng khóm ha. Thứ nhất nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 này quá chừng luôn ha. Lâm để vô quá chừng trong này nè. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 đẹp khủng khiếp chưa? Nè, 19 đó, 20 21 22 23 24 25 26 27 đó, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 đó. Cũng là trầm nù nè, thắt ngọn rồi cho hoa này. Nếu các anh chị mình ghép chơi Tết thì cũng được luôn. Còn Lâm á, Lâm lười quá nên Lâm cứ quăng tùm lum hết nè. Tức là cái thân này nè các anh chị ha, cái thân này á mình để trên rêu rừng nè. Đó, nó sẽ mọc cây, mọc cây con quá chừng luôn. Đó, mọc nhiều lắm luôn á. Mỗi mắt là một cái cây nha. Nè, nó nhú lên nè các anh chị. Ha. Đó, đẹp chưa? Tại này cái lô này đáng lẽ là Lâm sẽ ghép lên gỗ á, nhưng mà Lâm lười quá không có thời gian. Nên Lâm chia sẻ lại cho cả nhà mình luôn. Đó. Đó, sáng giờ Lâm làm nè. Cây 66 cái Lâm bỏ lên Lâm ôm cái kia luôn nè. Đó. Cái này là đợt trước là Lâm đã ghép lên này nè. Đó. Nó ra rễ rất là nhanh nha cả nhà. Đó. Lấy cho cả nhà mình xem. Đó, này Lâm mới ghép sáng nè. Đó. Để quay qua vườn bên này cho các anh chị mình xem. Đó ha. Này Lâm ghép lên nè. Đó. Đã chưa? Còn cái này là giả hạt nha. Giả hạt rừng nè, nó đang nụ hoa rất là nhiều. Đó. Cái này là vườn ngọc điểm. Đó, này giả hạt rừng nè. Tầm hơn 1 mét rồi. Đó, cái trời. Nó trầm với giả hạt của mình rất là dễ trồng. Lâm hầu như là Lâm chăm sóc rất là ít luôn. Cứ bỏ bê của nó. Tại vì mình công việc rất là nhiều. Nào là xuất hàng Mucara, rồi Dendro nắng, Dendro mini, rồi nhập từ Thái Lan về, rồi xuất cho khách sỉ, đóng cho khách lẻ, rất là nhiều việc. Rồi kỹ thuật chăm sóc rồi này kia, phân thuốc cho hoa lan nữa, rất là nhiều. Nên bây giờ cái lô này chắc có lẽ là Lâm không còn thời gian để mà làm nữa. Nên Lâm chia sẻ lại cho cả nhà mình ha. 40 khóm, 50k một khóm. Tức là Lâm sẽ bán cả lô luôn. Lâm không có thời gian để mà tách lẻ ra bán cho cả nhà đâu ha. Nên 50.000 40 khóm, tức là 2 triệu đó. 2 triệu rất là rẻ. Nếu mà trên thị trường bây giờ người ta ghép lên cái cụm như thế này, người ta sẽ bán từ 150.000. Cái này Lâm sẽ bán là bán lỗ. Cách tốt nhất, cái bán hàng nhanh nhất là bán lỗ nha cả nhà. Nên các anh chị đừng có trả giá hoặc là bao phí ship gì hết. Tại vì Lâm đã bán giá nhà vườn của Lâm là rất là rẻ rồi, nên Lâm không bao phí ship. Rồi các anh chị nào cần thì cứ liên hệ với Lâm ha. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều ạ. À, quên số điện thoại của Lâm nữa ha. Là 0978 813282. Kết bạn Zalo thì sẽ cập nhật được nhiều sản phẩm hơn. Cuối clip mình Lâm sẽ để mặt hoa ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.